Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 2 giờ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một khách sạn nơi mà nhà lãnh đạo Trung Quốc đang lưu trú sau tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 31 ở Lima, Peru. Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau 7 tháng. Các vấn đề lớn được nêu ra tại cuộc họp bao gồm vụ tấn công mạng gần đây được cho là có liên quan đến Trung Quốc, cùng một số vấn đề khác như thương mại, Đài Loan, Biển Đông, xung đột Nga-Ukraine và bán đảo Triều Tiên. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình nhận định nền kinh tế của Trung Quốc đang phải đối mặt với những tác động nặng nề từ các biện pháp mà Tổng thống Biden thực hiện, bao gồm kế hoạch hạn chế đầu tư của Mỹ vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử, chất bán dẫn và xuất khẩu chip máy tính cao cấp của Trung Quốc. Trong khi đó, ông Biden đã mô tả những biện pháp này là cần thiết nhằm bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ và khẳng định rằng chúng không gây cản trở lớn đối với hầu hết các hoạt động thương mại giữa hai nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh các hành động ly khai đòi Đài Loan độc lập không phù hợp với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Nếu Mỹ muốn duy trì hòa bình ở khu vực này, điều quan trọng là phải nhận thức rõ bản chất của vấn đề Đài Loan độc lập mà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức và chính quyền đảng Dân Tiến theo đuổi. Ông Tập kêu gọi Mỹ xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng, phản đối rõ ràng phong trào Đài Loan độc lập và ủng hộ sự thống nhất hòa bình của Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, ông Biden nói Mỹ không tìm kiếm một chiến tranh lạnh mới, không có ý định thay đổi hệ thống chính trị của Trung Quốc, không tìm cách tăng cường các liên minh chống lại Trung Quốc, không ủng hộ Đài Loan độc lập và cũng không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc. Mỹ cam kết không lợi dụng vấn đề Đài Loan để cạnh tranh với Trung Quốc. Cũng về vấn đề Đài Loan, ông Biden đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt những hoạt động quân sự gây bất ổn của Bắc Kinh xung quanh hòn đảo này. Bên cạnh đó, Mỹ bày tỏ sẽ tiếp tục ủng hộ chính sách một Trung Quốc, sẵn sàng tăng cường liên lạc và đối thoại với Trung Quốc trong giai đoạn chuyển tiếp để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và quản lý những khác biệt một cách có trách nhiệm. Cũng trong cuộc gặp với ông Biden, ông Tập khẳng định quyền phát triển của người dân Trung Quốc là bất khả xâm phạm và không thể bị bỏ qua. Mọi quốc gia đều có quyền bảo vệ an ninh quốc gia của mình, không thể khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia, càng không thể lợi dụng điều này để áp đặt các hạn chế hoặc tiến hành đàn áp các quốc gia khác. Ông Tập phủ nhận các cáo buộc liên quan đến việc Trung Quốc tham gia tấn công mạng, cho rằng đây là những cáo buộc thiếu căn cứ và không có bằng chứng. Theo ông, bản thân Trung Quốc cũng là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng quốc tế và luôn phản đối cũng như kiên quyết trấn áp mọi hình thức tấn công mạng. Về Biển Đông, ông Tập nhấn mạnh phía Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi và lợi ích hàng hải ở Biển Đông. Ông Tập khẳng định đối thoại và tham vấn giữa các bên là phương thức tốt nhất để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc cũng cho rằng Mỹ không nên can thiệp vào các tranh chấp song phương liên quan đến Biển Đông và không nên ủng hộ các hành động khiêu khích. Về vấn đề Ukraine, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh lập trường và hành động của Trung Quốc đối với vấn đề Ukraine trước nay luôn rõ ràng, đó là hòa giải, hạ nhiệt tình hình, thúc đẩy hòa bình và khuyến khích đàm phán. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết nước này sẽ không cho phép xung đột và hỗn loạn nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, nhưng đồng thời cũng sẽ không ngồi yên nhìn an ninh chiến lược và các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc bị đe dọa. Trong buổi hội đàm, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng mục tiêu của Trung Quốc trong việc cam kết phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững quan hệ Trung-Mỹ vẫn không thay đổi. Các nguyên tắc xử lý quan hệ này bao gồm tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Quan điểm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc vẫn vững vàng, đồng thời mong muốn duy trì tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ cũng không hề thay đổi. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục duy trì đối thoại, mở rộng hợp tác, quản lý các khác biệt và duy trì động lực ổn định cho quan hệ Trung-Mỹ. Ngược lại, Tổng thống Biden đã phát biểu rằng quan hệ Mỹ-Trung với tư cách là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới không chỉ ảnh hưởng đến nhân dân của hai quốc gia mà còn tác động đến tương lai toàn cầu. Theo Tân Hoa Xã, trong 4 năm qua, Mỹ và Trung Quốc đã cùng nhau hợp tác để khôi phục và thiết lập các kênh đối thoại và liên lạc mới. Điều này bao gồm việc duy trì các cuộc trao đổi chiến lược thường xuyên giữa các nhóm ngoại giao và an ninh của hai bên, cũng như tiến hành các cuộc đối thoại thẳng thắn và sâu sắc, từ đó giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Đặc biệt, kể từ cuộc gặp gỡ giữa ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc tại San Francisco một năm trước, hai bên đã đạt được nhiều tiến triển rõ rệt trong các lĩnh vực quân sự, chống chất cấm, thực thi pháp luật, trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, giao lưu nhân văn và các lĩnh vực khác. Mỹ và Trung Quốc cùng hỗ trợ lẫn nhau trong việc đăng cai hội nghị cấp cao APEC 2026 và hội nghị thượng đỉnh G20, thể hiện những lợi ích mà hợp tác giữa hai quốc gia có thể mang lại cho người dân. Hai nguyên thủ quốc gia đã nhắc lại 7 điểm chung mà cả hai bên đã đạt được về các nguyên tắc chỉ đạo trong quan hệ Trung-Mỹ, bao gồm tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, duy trì liên lạc thường xuyên, ngăn ngừa xung đột, tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc, hợp tác trong các lĩnh vực có lợi ích chung và quản lý có trách nhiệm các yếu tố cạnh tranh trong quan hệ song phương. Cả hai bên đều cam kết duy trì những nguyên tắc này, tiếp tục ổn định quan hệ Trung-Mỹ và đạt được một sự chuyển tiếp suôn sẻ trong tương lai.
Lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc đánh giá tích cực vai trò quan trọng của sự giao lưu chiến lược giữa hai nước, cùng với việc duy trì liên lạc thường xuyên giữa các nhóm ngoại giao, an ninh cũng như các cơ chế đối thoại trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, thương mại, tài chính và những lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, Mỹ và Trung Quốc nhất trí tiếp tục duy trì đà trao đổi và tăng cường phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô. Hai bên cũng ghi nhận những tiến bộ tích cực đạt được trong đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực như kiểm soát ma túy, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo kể từ cuộc gặp ở San Francisco. Lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ tin tưởng rằng hai bên đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và mang tính xây dựng về quản trị trí tuệ nhân tạo, đồng thời cùng ký kết các nghị quyết liên quan tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cuộc xung đột Nga và Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ tư và chưa có dấu hiệu kết thúc khi tình hình chiến sự diễn ra vô cùng phức tạp. Giới quan sát cho biết, thông tin bất lợi với Ukraine liên tục xuất hiện trên chiến trường. Bất cứ nơi nào Kiev hướng đến, Nga dường như đều có lợi thế. Nga được cho là đang giành được lợi thế tại các điểm then chốt dọc theo tiền tuyến miền Đông và miền Nam Ukraine, đồng thời liên tiếp tiến hành các đợt không kích nhằm vào các thành phố của Ukraine. Cùng lúc đó, quân đội Moscow đang chuẩn bị phát động một cuộc phản công ở tỉnh Kursk, miền Nam Nga, nơi lực lượng Kiev mở chiến dịch đột kích từ đầu tháng 8 năm nay. Chuyên gia George Barros tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định, quân đội Nga đang nắm quyền chủ động trên khắp tiền tuyến, họ đã khai thác thành công các lợi thế chiến thuật và đang củng cố các lợi thế chiến thuật đó. Ông Barros cho biết, lợi thế của Nga trên chiến trường khiến Ukraine không thể chuẩn bị cho cuộc phản công có thể xảy ra. Chuyên gia Barros nói thêm, Nga là lực lượng hành động và họ đang buộc Ukraine phải đáp trả. Đó không phải là điều tích cực vì họ sẽ thua trong cuộc chiến khi liên tục ở thế phòng thủ. Họ bị dồn vào chân tường và phải lựa chọn giữa một loạt lựa chọn tồi tệ. Tình hình khác biệt nghiêm trọng xung quanh Kupiansk, thành phố quan trọng ở phía đông bắc Ukraine một lần nữa có nguy cơ rơi vào tay Nga sau khi được lực lượng Kiev giành lại vào tháng 9 năm 2022 sau hơn 6 tháng nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ngày 15 tháng 11, hãng tin TASS của Nga cho biết quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô của thành phố, mặc dù các quan chức Ukraine khẳng định Kupiansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Kiev. Bên cạnh đó, lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để ngăn chặn Nga tiến xa hơn về phía nam, xung quanh thành phố Kurakhov, nơi đã bị bao vây từ ba phía trong nhiều tháng. Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả tình hình xung quanh Kurakhov là khu vực khó khăn nhất trên tiền tuyến. Mặc dù quân đội Nga dường như chuẩn bị giành quyền kiểm soát Kurakhov trong những ngày hoặc tuần tới, chuyên gia Barros cho biết đây có thể không phải là tổn thất đáng kể về mặt chiến lược đối với Ukraine, vì nó sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phòng thủ khu vực rộng lớn của Kiev. Trong những tháng gần đây, Ukraine chiến đấu dữ dội trong khu vực, mặc dù đã mất một số phần lãnh thổ. Chuyên gia Barros cho biết tình hình Pokrovsk là một ví dụ về việc Nga không đạt được một số mục tiêu mà Moscow đã đặt ra. Chuyên gia Barros nhận định, quân đội Nga đang nỗ lực để kiểm soát Pokrovsk vào mùa thu năm nay, nhưng họ đã từ bỏ mục tiêu này và thực sự bắt đầu tấn công theo một hướng khác. Không chỉ quân đội Nga tụt lùi, trên thực tế, đây là một phần trong hệ thống phòng thủ rất kiên cố của Ukraine. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, chỉ trong năm qua, quân đội Moscow đã mất khoảng 5 sư đoàn thiết bị cơ giới, tương đương với hàng trăm xe tăng và xe chở quân có vũ trang tại khu vực Pokrovsk. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự, lực lượng Ukraine được cho là luôn ở thế yếu hơn về binh lực, bất chấp sự hỗ trợ từ phía các đồng minh phương Tây. Quân đội Nga có nhiều vũ khí, đạn dược và nhiều quân nhân hơn. Chiến lược của Nga dường như vẫn là dần làm suy yếu Ukraine bằng cách giữ ưu thế vượt trội về vũ khí và làm suy yếu các đồng minh phương Tây của Kiev. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Nga đang gặp khó khăn để đạt được mục tiêu này, xét đến những tổn thất mà Moscow đang phải gánh chịu. Liệu Ukraine có thể tranh thủ tình hình để lật ngược thế cờ hay không sẽ phụ thuộc phần lớn vào thiện chí của các đồng minh trong việc tiếp tục ủng hộ Kiev, cũng như sự trở lại của Nhà Trắng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Trong nhiều tháng, Nhà Trắng đã từ chối chấp thuận yêu cầu cung cấp vũ khí từ Ukraine vì lo ngại điều đó sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng. Kiev đã lớn tiếng chỉ trích việc từ chối và ngay cả khi yêu cầu họ dường như đã được gác lại, chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden lại chấp thuận. Trước đó, các yêu cầu của Ukraine về HIMARS, xe tăng Abrams, F-16, tất cả đều tuân theo một mô hình tương tự là từ chối và quành cò, rồi chấp thuận gần như vào thời điểm đã quá muộn. Câu hỏi đặt ra là đến thời điểm hiện tại liệu có quá muộn để hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATAC do Mỹ sản xuất tạo ra sự khác biệt nếu nó tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga? Câu trả lời rất phức tạp và có lẽ giải thích một phần lý do tại sao chính quyền Biden lại miễn cưỡng cấp phép. Đầu tiên là nguồn cung ATAC mà Ukraine có thể có được là rất hạn chế. Vì vậy, ngay cả khi Kiev có thể tấn công sâu vào bên trong nước Nga và tầm bắn xa hơn của ATAC là 100 km, thì cũng không thể tạo ra sự thay đổi trong một sớm một chiều trên chiến trường. Các nhà phân tích đã liệt kê số lượng các mục tiêu của Nga nằm trong tầm bắn của những tên lửa này sau khi chính quyền Tổng thống Biden cho phép.
dường như bao gồm cả các sân bay của Nga trong tầm bắn của ATAK. Nhưng các máy bay tấn công ở đây đã được sơ tán sâu hơn bên trong nước này. Nhưng thực tế, Ukraine sẽ không có đủ ATAK để thay đổi tiến trình của cuộc chiến. Thứ hai là lực lượng Ukraine đã có thể xâm nhập sâu hơn vào bên trong nước Nga bằng thiết bị bay không người lái sản xuất trong nước và rẻ hơn. Mỹ đã đồng ý hỗ trợ tài chính cho việc phát triển các phương tiện này. Chúng dường như đã gây ra sự hỗn loạn xung quanh các sân bay của Moscow và trên khắp cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Thứ ba là việc cho phép sử dụng tên lửa chính xác của Mỹ để tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga là khá khiêu khích. Điện Kremlin nhiều lần cảnh báo Mỹ và phương Tây về một bước leo thang xung đột như vậy, đồng thời nhấn mạnh về khả năng răn đe của mình. Ngoài ra, các nước phương Tây đã phát hiện một loạt hành vi phá hoại nhằm vào các mục tiêu dân sự trên khắp châu Âu, bao gồm cả các báo cáo gần đây về việc các gói thuốc nổ đã được cài trên các máy bay chuyển phát nhanh ở châu lục này. CNN cho rằng chính quyền Tổng thống Biden đã đúng khi cân nhắc tính hữu ích thực tế của các cuộc tấn công tầm xa so với khả năng hứng chịu thiệt hại tài sản dân sự ở các quốc gia thành viên NATO. Vì vậy, việc cho phép sử dụng ATAK không phải là quyết định đơn giản hay hiển nhiên như một số người ủng hộ ở Kiev tuyên bố. Mục tiêu lớn hơn dường như là khiến chính quyền Mỹ tham gia nhiều hơn vào cuộc chiến của Ukraine, một hành động tháo găng tay. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là Nhà Trắng muốn nhấn mạnh rằng việc triển khai quân đội của một bên thứ ba vào tỉnh quốc của Nga đã thúc đẩy quyết định của họ, rằng đây là phản ứng của Mỹ đối với sự leo thang của Moscow. Các quan chức phương Tây đã lưu ý rằng việc Nga triển khai quân đội nước thứ ba cho thấy cuộc xung đột Ukraine đang mở rộng và trở thành nơi mà các đối thủ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Mỹ hiện đóng vai trò. Theo Tổng thống Biden, đây là một sự leo thang để đáp trả một sự leo thang. Quyết định của Washington được đưa ra trong bối cảnh Nga và Triều Tiên đã ký kết Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện. Quyết định về việc có nên trang bị ATAK cho Ukraine đã trở thành một chủ đề nhạy cảm kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Trên thực tế, Mỹ đã cung cấp ATAK cho Ukraine vào năm ngoái, nhưng cho đến nay chính quyền Tổng thống Biden vẫn chưa chấp thuận việc sử dụng chúng qua biên giới vào Nga. Nhà Trắng lo ngại rằng nếu Ukraine sử dụng tên lửa này để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga, Tổng thống Putin có thể đáp trả bằng cách leo thang. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, chúng tôi đang cố gắng tránh thế chiến thứ ba. Tuy nhiên, với bước ngoặt chính sách lần này, chính quyền mãn nhiệm của Tổng thống Biden được cho là đang chút thêm rủi ro lên một cuộc chiến mà Tổng thống đắc cử Donald Trump sắp thừa hưởng.